Phong thủy bàn thờ. Bàn thờ là không gian đặc biệt, thể hiện nét văn hóa tâm linh tốt đẹp của người Việt. Đây là nơi trang nghiêm, tôn kính nhất, nằm thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên, thần linh. Hôm nay hãy cùng em Trung GSC, nhà công nghệ châu Âu vượt nhịp sàn lớn, đi tìm hiểu thêm về 13 điều kiêng kỵ khi thiết kế phòng thờ dưới đây để có được sự may mắn về phong thủy. Phần 2. 8. Kỵ trên bàn thờ là phòng vệ sinh. Điều này còn kỵ hơn việc bàn thờ đặt trên phòng vệ sinh. Đây là đại kỵ, đặc biệt cần tránh phong thủy trong phòng thờ. Hóa giải, đổi vị trí bàn thờ. 9. Kỵ sinh hoạt trên bàn thờ. Trên bàn thờ không thể là nơi nằm ngủ, ngồi làm việc, ngồi sinh hoạt, hoặc là nơi đi lại. Hóa giải, tại trục đặt bàn thờ ở những tầng trên nên đặt kệ, tủ thấp hoặc chậu cây nhỏ để chắn lại. 10. Kỵ xung quanh phòng thờ không trang nghiêm. Gần phòng thờ không nên gây ồn ào, ca hát, vui chơi, nhậu nhẹt. Hóa giải, tránh các hoạt động thiếu trang nghiêm ở nơi gần phòng thờ. Phòng thờ nên đưa lên tầng cao nhất để tránh các không gian khác gây ảnh hưởng. 11. Kỵ bàn thờ trực xung cửa chính. Vấn đề này thường chỉ ngại đối với bàn thờ ở tầng trệt, vì cửa chính hay mở, người hay qua lại sẽ làm khí trường ở bàn thờ xáo động, thiếu thanh tịnh. Hóa giải, hạn chế đặt phòng thờ dưới trệt. Đối với các tầng trên, nếu cửa sổ hoặc cửa ra ban công trực xung với phòng thờ thì không đáng lo ngại nếu cửa ít mở. 12. Kỵ bàn thờ có góc nhọn đâm vào. Góc nhọn từ cạnh tường, vật dụng nội thất hay mái nhọn nhà hàng xóm, tất cả đều mang sát khí, sẽ ảnh hưởng xấu nếu đâm thẳng vào bàn thờ. Hóa giải, dùng rèm che lại nếu sát khí bên ngoài. Nếu sát khí bên trong nhà, cần thay đổi vị trí bàn thờ hoặc yếu tố gây hại. 13. Kỵ bàn thờ nằm dưới xà ngang, cầu thang, góc thấp của mái dốc. Những vị trí này đều bị áp lực từ kết cấu bên trên đè lên, tạo thành sát khí xấu phía trên đè xuống bàn thờ. Các bạn thấy video của em Trung GSC như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy liên hệ với em Trung qua hotline 0374 550 324, đồng thời nhấn theo dõi, like, share và tham gia cộng đồng GOBIM, nhà vượt nhịp cùng em Trung GSC.